Hello cả nhà, thì Home Depot ở location này có xoài nha. Nếu mà ai cần kiếm xoài thì mau mau ra đây nha. Chứ không, em nghĩ là 1-2 ngày nữa sẽ là hết xoài luôn á. Nhưng mà cái loại này hình như không phải là Manila. Cái loại này như là cái giống khác. Một chậu có giá là 39.98 ha. Ai cần thì ra đây lẹ lẹ nha cả nhà. Đó, thì ở đâu mà có good deal, ở đâu mà có bán cây rẻ và có stock hàng nào á, thì mọi người cứ việc vào kênh YouTube của em ha. Em thấy có cái deal nào good thì em sẽ chia sẻ cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn biết nha. Thì cái location này em sẽ để địa chỉ ở trên cái video ha. Cái location này là ở vùng Bắc Cali ha, ở Cupertino. Mọi người nào cần thì tới mua mau nha cả nhà. 1-2 ngày nữa chứ em nghĩ là hết á. Ngoài ra đây còn có bán mấy cái ổi thường, ổi ruột hồng này cả nhà. Thì cái loại này ăn nó hơi dở nha. Cái ruột nó sẽ mềm, nó không có giòn như là cái ổi Việt Nam mình. Chuối nè. Ồ, có cái sung cẩm thạch nữa nè cả nhà. Nếu mà ai thích thì qua lấy mua nha. Peneche. Ổi nữa nè. Ổi ruột hồng nhưng mà rất là mềm. Chanh móng tay này cả nhà. Hôm nay có ai kiếm nhắn tin em thì ra đây mua nha. Trời ơi, bao la luôn. Tầm cỡ 10 chậu á. Ai cần thì cứ việc ra đây mua ha. Chanh móng tay. Hôm bữa, ngày hôm qua thôi nha cả nhà, hình như là 2 hôm trước thì phải, em có đi vô Home Depot này nè. Thì em thấy có nguyên một cái pallet bán toàn là xoài Manila luôn. Em cũng tính làm video box lên cho cả nhà, nhưng mà theo kiểu là em hơi bận á, thành ra là em chỉ đi ngang qua thôi. Thì hôm nay đến thì đã hết xoài rồi nha cả nhà. Thì cái đó là xoài Manila ha. Theo như em biết thì cái đó là seedling, cái đó là gieo từ hộp nha. Nó không có phải là ghép, that's why là không biết chừng nào có trái luôn. Nhưng mà nếu mà các cô chú anh chị nào mà trồng xoài á, mà cần cái rootstock good á, thì có thể kiếm mua Manila. Thì em thấy Home Depot họ có bán á. Hiện tại thì năm nay đã lên giá là tầm 40 mấy đồng ha. Thì cái loại đó mọi người có thể đi kiếm ở nhiều location của Home Depot. Maybe lucky thì sẽ kiếm được. Hôm qua thì em thấy có nguyên một cái pallet luôn, chắc cũng tầm 50 mấy chậu á. Nhưng mà hôm nay đến thì lại hết rồi. Ở đây thì có nho nè. Cái chỗ này thì có bán ổi. Ổi trắng loại bình thường thôi. Tropical white guava. Đó. Thì cái này là em quay ha cho mọi người xem. Cái loại này mọi người cũng có thể mua xong mà làm rootstock á, mình ghép cái loại khác vô cũng ok. 40 đồng cho cây này nè. Ở đây cũng có hồng giòn nữa nha cả nhà. Em thấy có một số cô chú anh chị và các bạn tới kiếm em hỏi mua hồng giòn á, thì có thể tới Home Depot kiếm ha. 120 đồng cho một chậu 15 gallon. Cũng khá là cao á. Ở Home Depot location này thì em sẽ để cái address ở trên cái video ha. Thì họ có bán lô quát nữa nè, cây lô hội á. Thì nếu mà cô chú anh chị nào mà cần có thể đến Home Depot để mình mua ha. Cây lô hội trăm chậu 5 gallon hoặc là 10 gallon thì phải. Không biết giá bao nhiêu. Ở Home Depot có nho móng tay nè cả nhà. Thì em thấy có nhiều cô chú anh chị và các bạn hay liên lạc em á để hỏi mua á, thì có thể ra Home Depot mình kiếm mua nha. Một chậu là tầm cỡ 34 đồng 98 cent, tính lưng thế cho em nghĩ cỡ 36-37 đồng á. Thì em thấy cái chậu này cũng ok nè. Nếu mà các cô chú anh chị nào mà thích thì có thể tới Home Depot mua nha. Hôm nay em có ghé chợ Đại Thành ấy, em thấy là họ đang sale bưởi da xanh măng cục với lại vải. Bưởi da xanh họ sale với giá là 2 đồng 49 cent một pound ha. Thì em thấy đây cũng là một cái cơ hội để dành cho tất cả các cô chú anh chị nào mà mình chưa bao giờ mình thử qua da xanh á. Thì em khuyên là mọi người nên ghé chợ mình mua để mình ăn coi cái vị nó như thế nào ha. À, bình thường hồi tháng 4 vừa rồi thì họ bán với giá là 6 đồng 99 cent một pound, tức là 7 đồng á. Khi mà tính tiền thì một trái chắc tầm khoảng 17-20 đồng. Nhưng mà cái vị ăn rất là juicy và ngon. Thì hôm bữa em có mua thử một trái với cái giá sale á, thì ăn cái muối nó hơi khô. Thì nói chung là tiền nào của đó. Nhưng mà em khuyên là nếu mà các cô chú anh chị nào mà mình chưa bao giờ mình thử qua da xanh á, thì mình nên ghé chợ mình mua để mình ăn, mình thưởng thức trước khi mà mình mua cây ha.
măng cục ở chợ Đại Thành thì nó mắc hơn chợ Ly. Hiện tại chợ Ly nó sale măng cục chỉ có 4.99 đồng một pound thôi. Ăn rất là ngon, ngọt luôn. Cả nhà nên ghé qua chợ Ly ở đường Center, mình ghé mình mua măng cục ha. Kể cả măng cục, chôm chôm, vải, bất cứ gì em thấy ở chợ Ly nó đều ngon hơn là chợ Đại Thành nha. Vải ở chợ Đại Thành họ để là lychee China, là vải của Tàu á, ăn cái vị nó chát chát. Nó không có ngọt ngon như là ở chợ Ly. Vải ở chợ Ly thì ăn nó rất là juicy. Nhưng mà tiếc cái là cái hộp của nó hơi to. Nếu mà cái hộp của nó như là sweet hot lychee, cái hộp như hộp tiêu, chắc em nghĩ là perfect luôn. Nhưng mà với cái giá xe 1.99 đồng một pound thì nói chung là em thấy nó cũng rất là đáng đồng tiền để mà mình mua mình ăn ha. Hồi tuần rồi em mua chắc cũng 3-4 bịch á, ăn chắc cũng tầm cả 2 ngày, 3 ngày là xong rồi mọi người. Thật sự là rất là ngon nha, mọi người nên ghé chợ Ly ở đường Center mình mua ha. Chôm chôm cũng rất là ngon nè, đỏ, tươi, chỉ có 1.49 đồng một pound à, ăn rất là giòn, ngọt luôn. Nè, em mua măng cục với lại chôm chôm ở chợ Ly về review cho mọi người nha. Hôm qua khách nào mà ghé em mua cây á, em có cho mỗi người ăn thử một cái trái golden nó kịp. Mặc dù là cuối mùa nha, nhưng mà ai cũng khen á, tại vì nó ngọt lắm cả nhà. Vải thì em ăn hết rồi, thành ra em quên review cho mọi người xem. Nhưng mà thật sự là vải ở chợ Ly nó rất là ngon ha. Nó ngon hơn chợ Đại Thành, nó không có hậu chát á, mà nó rất là juicy. Bị một cái là cái hộp nó hơi to thôi. Cái này măng cụt này cả nhà chỉ có 5 đồng một pound à. Rất là ngon luôn. Ngọt ngay à. Chôm chôm này cả nhà. Ngọt, ngon, giòn. Mọi người nên mua ở chợ Ly nha. Ăn ngon lắm. Cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã xem video của em ha. Nếu mọi người cảm thấy hữu ích thì cho em xin một nút like, share và comment. Đồng thời nhớ nhấn chuông đăng ký theo dõi kênh của em nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.